Người 40 tuổi nắm rõ bốn mưu cao, dễ dàng vượt qua khủng hoảng, ăn không nghèo, mà không nghèo, không biết quản lý tài chính mới là nghèo. Đến tuổi trung niên, ai cũng phải đối mặt với những áp lực, thách thức xuất phát từ cả nội tại và ngoại cảnh. Nhận ra sự quan trọng của bốn thói quen này càng sớm, bạn càng dễ dàng vượt qua. Trong phim Dơ Sa Sang Kang Ji Demson có một câu thoại kinh điển cuộc sống có thể quy lại bằng một sự lựa chọn đơn giản, cố gắng hoặc từ bỏ. Bước vào giai đoạn trung niên, đối mặt với muôn vàn vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống như giáo dục con cái chăm lo bố mẹ, bận rộn với việc mưu sinh. Nhiều người ví người trung niên như con cá khô, họ thậm chí không có đủ sức lực và dũng khí để có thể chờ mình. Mỗi ngày đều lặp lại giống như nhau, đều có rất nhiều việc để giải quyết, giống như không bao giờ nhìn thấy vạch đích. Để thành công vượt ra khỏi vòng lặp này, tránh xa khủng hoảng tuổi trung niên, chúng ta cần hiểu rõ tầm quan trọng của những điều dưới đây. Vận động là cội nguồn của sự sống. Trương Hồng 40 tuổi đang làm việc trong một tổ chức xã hội, công việc bận rộn và áp lực công việc cao mỗi ngày tan làm cô đều cảm thấy mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất về đến nhà cô phải chăm sóc cho bố mẹ và con nhỏ những năm đó cô thường xuyên đau ốm lúc đầu chỉ là những cơn đau bình thường cô cũng không để tâm lắm cho rằng đó có thể chỉ là những triệu chứng của những người tuổi trung niên thường gặp phải sau đó khi đơn vị tổ chức khám sức khỏe mới làm cho cô thật sự tỉnh ngộ khi nhìn những cụ già khỏe mạnh tràn trề năng lượng đang tập thể dục cô rất ngưỡng mộ họ cũng muốn được tập thể dục giống họ để có được sức khỏe tốt Thế là mỗi buổi sáng chưa đến 6 giờ cô đã ra ngoài chạy bộ. Lúc mới bắt đầu chạy toàn thân cô đau nhức, muốn từ bỏ, nhưng sau khi cố gắng kiên trì một thời gian, việc chạy bộ không những làm thay đổi con người, thay đổi cuộc sống, mà nó còn trở thành phương châm sống của cô. Tâm lý và cảm xúc tiêu cực phần lớn được gây ra từ nguyên nhân thể chất, chẳng hạn như làm việc quá giờ và thức khuya, ngồi một chỗ quá lâu. Khi đến giai đoạn trung niên, chỉ số sức khỏe ngày một giảm, vận động là cách khiến cho thể chất và tinh thần khỏe mạnh làm giảm những nguyên nhân mắc bệnh do hệ miễn dịch suy yếu biết cách quản lý tài chính nhiều người hay bàn luận quản lý tài chính họ thường khuyến khích chúng ta nên lấy tiền tích lũy đi đầu tư cổ phiếu vàng các quỹ tài chính nhưng bản thân lại không hiểu rõ về các kỹ năng quản lý tài chính đầu tư một cách mù quáng kết quả là mất trắng toàn bộ số tiền tích lũy không biết quản lý tiền còn tốt hơn quản lý tiền không đúng cách khi đến độ tuổi trung niên tiền bạc không chỉ đơn thuần là những con số mà nó sẽ đem lại cho chúng ta cảm giác an toàn không nên chi tiêu hoang phí, đầu tư không khoa học, hãy thật sự trân quý số tiền mà mình đang nắm giữ. Không có tiền bạn chỉ biết nhìn bố mẹ tuổi đã ngoài 50 không nỡ ăn, không nỡ mặc. Không có tiền bạn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu chật vật với bữa ăn hàng ngày. Không có tiền bạn chỉ có thể nhìn con của người khác có được sự giáo dục tốt. Phương pháp quản lý tài chính tốt nhất đó là hình thành thói quen ghi lại các khoản chi tiêu của bản thân, biết rõ mình đã chi tiền vào mục đích gì. Phải biết lo trước tính sau, học cách tích lũy và tiết kiệm tiền, trong tay có tiền thì bạn mới không sợ hãi. Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành từng nói, trên thế giới này không phải việc gì cũng có thể dùng tiền giải quyết, nhưng cũng có rất nhiều việc phải dùng đến tiền mới có thể giải quyết được. Tránh xa những mối quan hệ độc hại, làm phong phú bản thân khi ở một mình. Có một độc giả từng bình luận rằng, cùng với bạn bè họp mặt, họ thường bàn luận về việc người khác kiếm được bao nhiêu tiền, mua nhà bao nhiêu tiền, cho con học trường gì. Ngồi ăn trên bàn chỉ có nhà tôi có thu nhập phổ thông nên tôi có cảm giác họ đang ám chỉ mình. Nhưng khi mọi người họp mặt, không đi thì lại khiến bản thân tỏ trột dạ, sợ bị bạn bè coi thường. Trong cuộc sống có rất nhiều người không biết là vô tình hay cố ý, dùng những lời nói hoặc hành động để tự cho rằng bản thân hơn người khác. Mà trong vô thức chúng ta lại bị rơi vào cái suy nghĩ của người đó, ngưỡng mộ cuộc sống của họ, để tâm đến cách nhìn mà họ đối với chúng ta kết quả là càng so sánh thì điều chúng ta muốn lại càng nhiều, càng mong muốn nhiều thì nội tâm càng không được bình yên. Thật ra cuộc sống của người trung niên ngọt đắng đan xen, không có ai sống dễ dàng hơn ai. Đến độ tuổi này, chúng ta càng nhìn thấu được hiện thực và hiểu rõ cuộc sống, hà tất phải đi so sánh những giá trị không có thật? Hãy tận hưởng những gì mình đang có, đừng cứ thèm muốn những điều viền vông, như vậy chúng ta mới duy trì được tâm trạng vui vẻ, sống một cách nghiêm túc, theo đuổi hạnh phúc thực tại mới có thể hạnh phúc tận hưởng những ngày tháng cuộc đời. Trên phương diện giao tiếp xã hội, thay vì chúng ta cố gắng lấy lòng người khác thì tốt nhất nên đặt tâm tư vào mình. Cuộc sống tốt không được hình thành bởi các giao tiếp xã hội, thay vào đó hãy nuôi dưỡng và làm phong phú tâm hồn trong lúc bạn ở một mình. Tránh xa vòng bạn bè độc hại, nếu không cùng chung phong cách sống, không cần gượng ép bản thân phải hòa nhập. Dừng than thở, dành thời gian để nâng cao giá trị của bản thân. Tôi có quen một anh bạn ngoài 40 tuổi, khi mọi người đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới, anh ấy lại dùng thời gian dành của mình để học tập. Nghỉ Tết đoan ngọ tôi muốn rủ anh ấy đi chơi, thư giãn ít ngày thì anh ấy lại nói là đang bận chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng khâm phục, mặc dù đã ngoài 40 tuổi, anh vẫn còn dũng khí và tâm trí để tiếp tục học. Anh nói việc học luôn là ước mơ của mình, nhưng do phải lo cho gia đình nên phải tạm thời gác lại. Đầu năm nay, khi vô tình thấy được bảng chiêu sinh, ước mơ ngày nào nhen nhóm trở lại. Tôi từng cho rằng, học tập là việc của thời học sinh, lớn dần mới nhận ra học là một quá trình xuyên suốt học tập không những làm phong phú kiến thức mở rộng tầm nhìn của bản thân nâng cao năng lực phòng bị nguy hiểm mà còn giúp chúng ta có được nhiều cơ hội hơn ưu điểm của những người trẻ tuổi là họ luôn tin rằng mình có thể bay còn người trung niên khi chuẩn bị cất cánh họ mới phát hiện bản thân không thể nào bay lên vì trên đó có quá nhiều gánh nặng dấu hiệu của sự lão hóa không phải là tóc bạc trắng trên tóc nếp nhăn trên da mà là bạn không còn ham muốn khám phá thế giới nữa Bước sang tuổi trung niên là một trải nghiệm sống mới lạ hơn. Ở lần thứ hai của tuổi 20 hãy mở rộng giới hạn, làm phong phú cuộc sống của bản thân. Phải tin rằng, thời gian trôi đi, bạn sẽ trở thành người mà bạn mong muốn trở thành, có được tương lai hằng mong muốn.